Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng nhìn thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu.
chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau? Em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau? Em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau? Em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau? Em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau? Em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này.